Bộ Xây dựng đề xuất tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp dự án lớn. Cẩn trọng với căn hộ chung cư cho thuê theo giờ. Cuộc sống tạm bợ bên quy hoạch treo. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Thưa quý vị, mới đây Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng về một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đó là tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của những doanh nghiệp lớn, dự án bất động sản lớn. Trong đó, Bộ đề xuất Thủ tướng yêu cầu tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục chủ động làm việc với các địa phương, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của những doanh nghiệp lớn, dự án bất động sản lớn, nhất là các dự án đang triển khai đầu tư dở dang trong quý 2 năm 2023. Bộ cũng trình Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội, gửi về tổ công tác trước ngày 30 tháng 5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững. Nhờ ưu điểm vượt trội về tối ưu hóa quỹ đất và khả năng đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh, hiện nay nhiều chủ đầu tư và khách thuê bắt đầu quan tâm hơn đến mô hình nhà kho, nhà xưởng cao tầng. Hiện nay, nhu cầu thuê nhà kho, nhà xưởng khá lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ trống của bất động sản công nghiệp trên phạm vi cả nước đang ở mức tương đối thấp, với đất công nghiệp là 8% và nhà kho, nhà xưởng là 10%. Mặt khác, quỹ đất công nghiệp hạn chế có thể gây ra sự mất cân đối cung cầu và thực trạng này thúc đẩy sự phát triển của mô hình nhà kho, nhà xưởng cao tầng. Tại thị trường Việt Nam, mô hình nhà kho, nhà xưởng cao tầng chưa thể thay thế hoàn toàn nhà kho, nhà xưởng truyền thống. Tuy nhiên, mô hình này đang ngày càng phổ biến với nhiều dự án hiện đang được triển khai xây dựng tại các khu vực tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hải Dương và Bắc Ninh. Đây được kỳ vọng là phân khúc có nhiều tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Giá chung cư quận Hà Đông hiện dao động trong khoảng từ 20 đến 53 triệu một mét vuông, thấp hơn so với các quận lân cận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, dù tiện ích hạ tầng không chênh lệch nhiều. Trong đó, khu vực phường Kiến Hưng tập trung nhiều dự án chung cư giá rẻ với nhiều lựa chọn căn hộ dưới 25 triệu một mét vuông. Theo khảo sát của phóng viên bản tin Nhà đất và Đầu tư, giá các dự án ở khu vực này không biến động nhiều. Mức giá giao bán dao động trong khoảng 20 đến 31 triệu đồng một mét vuông, cụ thể như sau: dự án Mipex City View 31 triệu đồng một mét vuông, Sky Tower có giá 24 triệu đồng một mét vuông, dự án chung cư khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh 20 triệu một mét vuông, chung cư khu đô thị Kiến Hưng 22 triệu một mét vuông và Lucky House Kiến Hưng có giá 22 triệu một mét vuông. Mới chỉ vài tháng trước, mặt tiền các cửa hàng có vị trí đẹp tại những phố mặt tiền như Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Thùng, Hàng Mắm, tràn ngập hình ảnh quảng cáo cho thuê, thì đến nay đã được lấp đầy đáng kể. Bởi các chủ đầu tư đã đồng loạt hạ giá thuê, thậm chí chấp nhận hạ tới 1/3 giá để kiếm khách thuê nhanh. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam mới đây cho biết, tại Hà Nội, giá thuê mặt bằng ở khu vực tuyến phố trung tâm đang dao động hơn 100 đô la một mét vuông một tháng và lượng khách tìm thuê cũng đang tăng mạnh. Có thể thấy, việc giảm giá này không những khiến thị trường nhà cho thuê sôi động trở lại mà còn giúp cho thị trường bất động sản về gần hơn với giá trị thực. Dịch vụ cho thuê căn hộ chung cư theo giờ không phải là loại hình mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hình thức kinh doanh này đang ngày càng nở rộ tại thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu lưu trú. Theo tìm hiểu, nhu cầu thuê và cho thuê căn hộ chung cư theo giờ tại Hà Nội đang nở rộ với đủ mọi loại hình thức và mức giá. Chỉ cần gõ từ khóa thuê chung cư theo giờ hay homestay theo giờ, chúng ta có thể thấy ngay hàng triệu kết quả trong chưa đầy một giây. Có thể thấy sức hút của loại hình này hiện đang khá lớn. Đối với phân khúc chung cư cao cấp, việc tìm khách thuê dài hạn không phải là dễ. Nhiều khách du lịch gần đây thường chọn loại hình nhà cho thuê ngắn ngày, một phần vì giá rẻ hơn thuê khách sạn khoảng 30% với chất lượng tương đương, tiện dụng và có không gian riêng tư. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, theo luật nhà ở 2014 quy định, nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Chính vì vậy, việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ ngắn ngày là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người dân nên cẩn trọng khi lựa chọn loại hình dịch vụ này. Mới đây, trụ sở cũ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa được phê duyệt giá khởi điểm để đưa ra đấu giá. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thửa đất số 592 và 594 thuộc tờ bản đồ số 57 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất
gần 124 tỷ đồng. Hai thửa đất này từng là trụ sở cũ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, diện tích 2.619 m². Hai thửa đất có mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả chúng đấu giá và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Sáng 25 tháng 5, tỉnh Quảng Nam xác nhận đã chuyển thông tin về sai phạm trong việc giao đất cho công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh tới cơ quan điều tra công an tỉnh. Được biết, dự án khu tổ hợp khách sạn thương mại dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ đã được giải phóng mặt bằng không qua đấu giá, vi phạm quy định theo luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước, luật đất đai. Diện tích đất cho tập đoàn Mường Thanh thuê lớn hơn thực tế 181,7 m², không thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định hơn 18,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng không đúng theo giấy phép được cấp. Từ những sai phạm đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị xử lý các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang xem xét và thực hiện theo thẩm quyền đối với sai phạm trong việc thuê đất của tập đoàn này. Thưa quý vị, dự án công viên Hồ Điều Hòa Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân chậm tiến độ đến nay đã 21 năm, khiến cho đời sống của hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải sống trong cảnh tạm bợ, bức bí, không thể sửa chữa nhà khi xuống cấp hay không xây mới được vì khu nhà đang nằm trong diện quy hoạch. Bà Ban đã sống gần hết cuộc đời tại ngôi nhà nhỏ xuống cấp này. Ngôi nhà của bà thuộc tổ dân phố 10, phường Hạ Đình, trong khuôn viên dự án công viên cây xanh Hồ Điều Hòa Hạ Đình. Đấy, nhà thì các cô chú nhìn nó đã xuống cấp như thế rồi. Xây cái nhà này chính thức là tháng 4 năm 94. Cho đến bây giờ thì nó, đấy, mưa nước ở trần nó dột xuống, mà lúc đó mưa to là ngoài nó chảy vào, trên nó dội xuống là nó ngập chứ không phải không đấy. Cô nhìn thấy trần nức nở như thế đó. Tôi muốn làm sao cho nhà tôi được làm, được thì tốt. Mà nếu không được làm thì cho sang sửa là sang sửa lên cái tầng 3. Cũng như nhà bà Ban, ông Tuấn, người hàng xóm cách đó 3 nhà, cũng đang phải sống trong căn nhà cũ xây dựng từ hơn 30 năm trước. Do không được xây sửa, ông chỉ đành quét sơn phía ngoài để ngôi nhà có thể trông khang trang hơn. Cái này bây giờ nói đúng ra thì chả kêu được ai. Và bình thường ấy, là có phóng viên đến thì người ta lại sập những cái cống lại. Nhưng là không phóng viên đến thì người ta mở ra lại tất cả mùi rất hôi. Bây giờ mình ở đây thật, nhưng mình kêu ai? Kêu người nào? Tôi là muốn ý kiến này với thành phố Hà Nội này, mới cả làm lại cho người dân ý. Một là xem nào giải tỏa được thì có thể giải tỏa. Nếu mà giải tỏa thì làm cho dân đi ở chỗ khác cho nó đàng hoàng. Hai là cho dân nó xây dựng cho nó đẹp đẽ. Thành phố mình thành ra lại cuối cùng văn minh thật, nhưng cuối cùng lại thành ra ép lại, thành lại ổ chuột hết. Đấy, không có nhà nào đẹp được. Những băn khoăn bức xúc này không chỉ của riêng bà Ban, ông Tuấn, mà còn là nỗi niềm của rất nhiều hộ dân sống xung quanh dự án. Quanh khu vực Hồ Điều Hòa Hạ Đình là hàng trăm nóc nhà cũ được xây dựng từ những năm 2000. Nhiều nhà lợp mái tôn, quây tạm, nhiều nhà đã xuống cấp, bên trong ẩm thấp, tuy nhiên không thể sửa chữa vì không xin được giấy phép. Giữa thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, nhưng các hộ gia đình tại đây vẫn ngày qua ngày chịu đựng cuộc sống như trong khu ổ chuột. Những ngôi nhà vá chằng vá đục bằng những vật liệu như lợp tôn, nhựa, vải bạt. Được biết, dự án công viên cây xanh Hồ Điều Hòa Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội được khởi động năm 2002, nhưng đến nay, sau 21 năm, dự án vẫn treo lơ lửng. Trải qua hơn 2 thập kỷ, cuộc sống của các hộ dân nơi đây treo theo dự án, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, ở không được mà bỏ cũng không xong. Và câu hỏi mà hơn 600 hộ dân nơi đây đang đau đáu mong muốn có câu trả lời từ những cơ quan chức năng là bao giờ được phép sửa sang, xây dựng lại nhà để ổn định cuộc sống. Về vấn đề này, bản tin Nhà đất và Đầu tư sẽ còn tiếp tục phản ánh ở những chương trình tới đây. Thưa quý vị, bản tin Nhà đất và Đầu tư đã nhiều lần phản ánh về vấn nạn dự án treo, dự án đắp chiếu tại Hà Nội gây lãng phí đất đai, dẫn đến nhiều hệ lụy khó khăn cho người dân. Đặc biệt là thành phố Hà Nội, nơi được xem là tấc đất tấc vàng, nhưng lại đang tồn tại khá nhiều dự án treo hàng chục năm. Thực tế này đã cản trở công tác thu hút đầu tư, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Là một trong những địa phương có đến khoảng 700 dự án, tổng diện tích đất được cấp hơn 5.000 ha chậm triển khai, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã và đang vào cuộc quyết liệt, kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội quyết tâm xử lý các dự án chậm tiến độ, nhưng đến nay, kết quả của sự quyết tâm đó cũng chỉ là những con số khiêm tốn.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hà Nội hay bất kỳ địa phương nào khi tiến hành rà soát dự án chậm tiến độ cũng cần có các hoạt động công khai từng tên dự án, chủ đầu tư, để từ đó người dân có thể biết được dự án đó chậm tiến độ ở giai đoạn nào, chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Phải minh bạch để từ đó, nếu cần thì cơ quan quản lý phải thu hồi và phạt nặng. Nghiêm túc xem xét dự án nào phải thu hồi thì phải thu hồi, tránh nói các số liệu chung chung. Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi cho rằng các dự án chậm trễ nhiều năm để lại những ảnh hưởng rất nặng nề cho người dân, cho nền kinh tế và sự phát triển của đô thị. Vì thế, cần có chế tài và chỉ rõ người chịu trách nhiệm. Có thể thấy quỹ đất Hà Nội không thiếu để phát triển các dự án. Tuy nhiên, hiện nay còn tồn tại một số lượng lớn đất bị bỏ hoang, chậm tiến độ cả chục năm, gây lãng phí, thất thoát lớn giá trị từ đất. Mới đây, lãnh đạo thành phố đã tiếp tục lên tiếng đẩy nhanh rà soát và giải quyết trong năm 2023. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ đạo, Hà Nội cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ lập, thẩm định đến phân cấp trong hệ thống chính quyền địa phương, thanh tra xử lý vi phạm về kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần đưa ra danh sách các dự án chậm tiến độ, cũng như công khai việc xử lý ra sao để dư luận có thể cùng theo dõi, giám sát. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại.